mời về báo Ngọc. Ổn nha, bình tĩnh em. Cái gì? Cái gì? Bé ngoan cả tuần. Bấm con cái hôn, cái gì là cái gì? Có chuyện gì sao không nói cùng anh? Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 19 giờ thứ 6 trên kênh HTV7.